Nếu cô sợ cha chồng của mình như vậy, tại sao lại muốn chống lại ông ta? Nghe có vẻ như giữa hành động và tư tưởng của cô đang mâu thuẫn với nhau thì phải. Nếu thấy một con sư tử tấn công một con nai thì anh có sợ không? Có. Nhưng anh có ghét nó không? Cũng có luôn, phải không? Tôi muốn biết thêm về con sư tử này. Hãy tự khám phá nếu như anh tò mò về nó. Và nó đáng để anh liều mạng. Đáng để liều mạng? Ừ. Tôi biết tận trong sâu thẳm của anh, anh rất ghét cái ác. Do đó anh không bao giờ nao núng khi đối mặt với tội phạm. Và ba chồng tôi chỉ sợ loài người như anh. Đây là rượu thuốc anh mới lấy từ của một ông thầy trị vô sinh rất là nổi tiếng đó. Đạo quá. Nghiêm, giơ tay lên.